Anh Phong có trước giờ anh có thấy là cái chiếc quan tài được đóng như thế nào từng khâu chưa? Chưa thấy, cho nên là lúc mới vào ủa nói cũng nghĩ trong bụng là sao nó nhỏ. Nhưng mà nãy giờ qua bên kia mà thấy là nó bự tại vì thêm mấy lớp nữa. Này là muốn sơn BU gạo luôn rồi nè. Dạ. Phục vụ cho bà con nghèo nhưng mà làm rất là tươm tất. Tức là mỗi một chiếc là cũng phải. Ồ, ông cẩy cây ông thấy lựa. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Cù Lao Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp. Và mấy ngày qua thì có một cái đám tang mà cái người mất thì rất khó khăn. Vì vậy thì có mấy anh chị em trong cái nhóm mai táng từ thiện đã hỗ trợ. Tuy nhiên thì để huy động được mấy anh em đến thì rất là khó khăn nha mọi người. Tại vì mỗi người một công việc, người làm nông, người bón phân, rồi người ra đồng. Cho nên là hôm nay thì chỉ tập hợp được khoảng một vài anh em thôi để trò chuyện với Phong cùng với em Nhân về câu chuyện liên quan đến nhóm mai táng từ thiện. Hiện tại thì Nhân và anh Phong đã có mặt ở bên trong xưởng đóng quan tài đúng không chú? Dạ. Dạ. Và cạnh bên Nhân đây chính là chú Thơm. Dạ. Thì khi mà trước khi con đến đây con được bà con nơi đây cho biết là nhóm của mình đã hoạt động cũng lâu rồi. Dạ. Và hiện tại thì có một chú trưởng nhóm và một chú phó nhóm. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì hai chú đó là không có mặt ở đây hả dạ, chú? Dạ có chú phó thành ra đây. À là chú này hả? Dạ. Dạ. Còn chú là một thành viên trong nhóm đúng không? Dạ dạ. Dạ. Chú phó nhóm là chú tên gì hả chú? Lê Hữu Phước. Dạ chú Phước. Thì không biết là nhóm của mình là được tổng cộng bao nhiêu thành viên ạ? 12 anh em. 12 người. Dạ 12 anh em. Công việc của các chú á, thì con cũng được bà con cho biết á, là cũng không có phải là dư giả gì. Bởi vì mỗi một người á, là cũng làm đồng nè. Rồi đi làm thuê làm mướn đúng không chú? Đúng. Như bản thân chú là làm công việc gì ạ? Cũng đi ruộng gãy ruộng rồi trong đồng cũng bái rồi gánh gấu thì cũng làm thuê không ạ? Cái cây làm thuê đồ đi chung là mấy anh em ở bên mình đã bán rồi là hiện làm thuê cũng không có thấy. Dạ. Rồi nhưng mà vì sao mà mình lại phát tâm mà mình làm cái công việc này hả chú? Cái này tại vì cương tâm mình làm từ đó tới giờ năm 98 tới giờ tụi tôi tổ chức ra làm gì đó chứ không có dính líu gì với mấy ông mình chữ thập thỏ tới giờ cái này anh hai ông tổ chức ra làm. Năm 98 tới giờ là cũng hai mươi mấy năm rồi. Đúng rồi. Còn hai ông làm năm nay tôi cũng gần 20 năm gì đó. 20 năm? Mấy 20 năm gì đó. À, vậy là ở phía kia là chú Hai. Chú Hai là chủ của xưởng quan tài. Chủ xưởng quan tài. À, còn các chú, các thành viên trong đội thì mình tập hợp lại. Sau đó mình làm một nhóm là tổng liệm nè. Rồi nói chung là di quan, hạ huyệt là tất cả các khâu phục vụ cho đám tang luôn. Này chỉ là mình đi là phục vụ là đám tang là mình đi quan hạ nguyệt, còn nhiều khi anh hai ống lệm cảnh lệm luôn, đồ cũng có ống luôn, cái gì cũng ống luôn, tự mình là đóng luôn, mình đóng làm gì đó làm luôn, làm mình đó mà đây là cộng cộng cạch gì đó mấy anh thấy mình nóng đó mà chân cũng nhức dạ cả mà nhức nữa mà bệnh mà còn làm mình luôn đó. Mình đi xuống cho chuyện đi nha. Dạ 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 xong là bỏ vô cái chống chỗ cho ông đông cái món. Dạ con thưa chú Hai. Dạ. Đây là những chiếc quan tài chú đang đóng á hả chú? Dạ. Quan tài này thì con thấy kích thước nó hơi nhỏ thì dành cho người trưởng thành hay là em bé ta? Lớn với nhỏ gì? Trời ơi nói vậy chứ lớn nó bự với nhỏ hồi nào. Hình như là quan tài khô á anh Phong. Khô hả? Nên là anh thấy chưa có cái lớp ở ngoài. Chưa có nắp, chưa gì hết trơn rồi. Ngoài. Đây kìa. Đó. Ồ, bên kia mình thấy là thành phẩm á. Đó. Đây thì sau khi xong là ướt ở ngoài. Trong trại ta cứ nửng hết trơn trong trại kìa. Rồi ở đó đó. Ở đây rồi bên nhà bệnh, gửi bên nhà bệnh nữa. Quay luôn nè. Gửi bên nhà bệnh nữa đó. Đó. Rồi đây nè. Đại mũ đó. Một cái đặc điểm nhà mà ở Cù Lao Tây này anh Phong là những nhà sàn để chống lũ năm xưa đúng không chú? Và ở nơi đây thì con thấy là mình tận dụng cái khoảng ở dưới để mà mình để đồ. Nhưng mà cái công việc này là chú làm là từ thời trước hay là như thế nào chú? Lâu lắm rồi, chú làm lâu lắm rồi, làm đã cả 20 năm nay rồi, làm ở ngoài hồi nhà chưa sạt lở làm ngoài. Đường nguyên ngoài, dựng lở rồi mới giờ vô đây. Đó mấy anh, cô ấy chạy hòm trong đó có mớ ở đây nữa nè. Rồi tại hàng có ba lán vậy đó, để đầy rồi đâu để đây, rồi cứ gỡ bên kia. Không có được cái nhà đó. Đây gầu đây, ổng chân ổng đau mấy tháng nay đây nè, sợ đây ổng mà nghỉ đóng, không biết ai đóng. Chú làm có một mình à hả? Mình ổng à, không xong. Ngôi sạn là 50 cái nè đó, không nè. Đó, nè, đó, nắp đó. Làm sáng tới chiều đó, sáng không muốn trà xong là cỡ 6 giờ, sau gửi xuống đóng rồi tới chiều vậy
Tới nào tới ăn cơm chiều 5 giờ 5 rưỡi mới nghỉ. Nhưng mà ở chỗ của chú Hai á là chú Hai làm một mình rồi chú Hai kinh doanh rồi một phần á là hỗ trợ cho bà con nghèo á. Cho gạch nghỉ luôn. Cho hết. Chẳng những cho là mấy anh em từ thiện ở bên Long Điền, An Giang là xin gửi về Duyên Hải với Trà Vinh á. Ủa như vậy rồi chú Hai có cái công việc chính nào không chú Hai? Không, tôi giờ công việc gia đình là coi như giao cho con chứ tôi không có làm nữa, nghỉ làm cái 20 năm nay đó, nghỉ quay làm này đó. Giờ già làm nhiêu đó. Vậy rồi những cái như là gỗ hay là những cái chi phí để sản xuất ra những cái này thì chú đi mua. Bỏ tiền túi ra hết hả? Đi mua thì cũng có bà con đã giúp đỡ. Ở tôi cũng nhờ Duy Cánh ngoài thành phố cũng có mấy mối ngoài gửi cho lại ra. Rồi cũng bà con ở đây ta cũng cho nhiều lắm, ở nhiều người ta biết được tôi chuyện làm của tôi. Dạ. Tôi làm xe làm bọng đó là cũng thành phố đem xe cho tôi luôn. Xe vậy tải là mình bỏ cái công ra và mình làm những cái này phục vụ cho bà con. Dạ. Chi phí mà mỗi cái quan tài đóng như thế này, gỗ thì ước chừng là nguyên liệu hết bao nhiêu vậy chú? Từ 1 triệu mấy một cái. Sơn nậu sơn bu không 1 triệu mấy, ở 100 mấy chục ngàn rồi, 200 ngàn cái rồi. Còn sơn nếu mà bán thành phẩm á, mà giá thị trường á, một cái quan tài đóng như thế này thì khoảng bao nhiêu ta? 5-6 triệu. Tùy theo lớn nhỏ, từ 4 triệu lên đó, 4-5-6 triệu chứ không có 4 triệu, giờ nó không có bán 4 triệu rồi. Như vậy là tôi một cái đám ở miền Tây mà nếu mà công thợ đồ này nọ mà tổ chức dịch vụ á, ước chừng này chắc cũng khoảng 10 triệu. 10 triệu. Thì cái phe dịch vụ nữa thì từ giá đó đó. Nhưng mà chú cái nghề này á là trước kia là cha ông chú dạy lại cho chú không, chú hay là tôi không có gọi là thợ tại vì trên thợ gì cũng không thợ mà cái gì chú cũng làm trên làm được đó, thợ hồ thợ bổng gì không có học không vậy nên rồi tự chú nhìn những cái chiếc quan tài và chú làm theo thôi. Dạ. Vậy một cái như vậy á là mình gồm bao nhiêu công đoạn mình mới hoàn thành được thành phẩm chú? Thì bây giờ mấy chú tính cưa cây rồi một tháng nay tôi mới sạn đó, mới sạn là bửng đầu gầu đó, bửng đầu đó, trồng đó. Rồi nắp này nè, rồi này nè, sạn gầu cắt gầu trơn đó, rồi mới nay mới bắt đầu đóng đó. Là cả tháng mới sạn được vậy đó, rồi đóng vậy nè, ngày nè. Cái này là mới bắt đầu là làm hồi qua nay đó. Cái này nó còn có 3-4 công đoạn nữa mới có thành hình còn biết bao nhiêu. Đây là cả tháng mình mới đóng được bao nhiêu đây nè, rồi sau đó mình hậu qua nay đó. Dạ. Cho như con bước vào trong ha. Rồi. Bây giờ tụi con đi tham quan xíu, tụi con quay lại nha. Anh Phong có trước giờ anh có thấy là cái chiếc quan tài được đóng như thế nào từng khâu chưa? Chưa thấy cho nên là lúc mới vào ủa nói cũng nghĩ trong bụng là sao nó nhỏ. Nhưng mà nãy giờ qua bên kia mới thấy là nó bự tại vì thêm mấy lớp nữa. Tại vì nó còn ở trên này còn 2-3 công đoạn, cái này cũng còn 2-3 công đoạn nữa nó mới có thành phẩm được cái hàng. Dạ. Yeah. Cái nhà kho này là cái gì trong đó vậy? Nhà kho là ống cũng chứa đựng hàng không à. Những quan tài thành phẩm á hoặc là gần thành phẩm thì sẽ nằm ở trong đây. Đây là thành phẩm gầu nè, cái này là món sơn bu gầu luôn rồi nè. Phục vụ cho bà con nghèo nhưng mà làm rất là tươm tất, tức là mỗi một chiếc là cũng phải ông cấy cây ông phải lựa, muốn mua cây ông lựa cây tốt không mà chơi cây mà xấu ông đâu có chịu đâu. Nè. Đúng ra cái này được không? Nếu làm thành phẩm gạo không? Đi ra hiện thị trường giờ mua là cái này phải từ 8 triệu. Mua thị trường ngoài á. Phải từ 8 triệu một cái chứ đâu có ở đâu. Tại vì cái số cũng nào ngay anh em thì cũng khổ không mà chứ nào không có nào mà đi đã. Gũ với nhau đâu mà ảnh sẵn anh có cái tài hàng nè, làm đó rồi mình theo ổng làm luôn. Dạ. Rảnh thì xuống tiếp ổng thiền gà sơn. Chừng tháng hay tháng ông đông tháng hay tháng cái ông kêu xuống. Thành viên ở trong đội mình á con thấy cũng đông thì mình có chia ra là ai làm công việc gì không chú? Có chứ, nhiều khi cũng chia ra nào rảnh thì tới đợt ảnh đi cưa cây từ ảnh đi lấy cây đến cưa cây hạ đó. Hạ cây chở cây. Xuống nhau đi. Một cây hầu như vợ với hầm mương đồ này kia. Giờ dắt thí dụ người ta có cho mình hay cho mình 1 giờ thì buổi sáng ở trong thì đi tiếp học. Nhưng mà một cái đám á là phải qua rất là nhiều khâu mà tẩn liệm á thì chỉ có chú Hai làm thôi còn anh em mình không làm được hả chú? Không làm được, ổng không à. Không làm được là do chú không có biết làm hay là mình sợ? Mình không biết làm chứ không phải mình sợ. Tả mình đi cái vụ này mình sợ gì mình ngặt mình không có biết làm. Dạ.
ổng với con ổng hàng mình thứ năm hay gì á, hai cha con đi lệm. Ông chở hàng cho người ta đó, cái đầu chủ nhà ta không có người lệm, ông lệm luôn. Còn chủ nhà ta có người lệm thì thôi, không có người lệm cũng nhờ ổng không. Nhưng mà mấy anh em của chú á là ai cũng có những cái công việc gọi là cũng lao động và lao động chân tay. Ví dụ như chú đi một tháng vậy là chú kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc của mình? Nói ra thì công việc ở đây thì khó kiếm đồng tiền chứ, khó kiếm đồng lương chứ, tại vì anh em tôi làm ở đây là không có nghĩ vụ tiền bạc gì chứ, để làm là làm mà chứ không có nghĩ vấn đề đi này tiền bạc thì nó không có, anh em tôi không giờ có. Mấy anh em, mấy anh em khác ở trong đội cũng vậy, mình cũng đi ra đó, mình hợp đồng chung với nhau luôn, tự phát tâm mình đi à. Chứ không có mà xã tổ chức bọng gì mấy ông xã không có xuống nói gì tổ chức cho anh em đậu mai táng gì kia, đó giờ là không có. Tôi làm nhưng mà ví dụ như bây giờ các anh em của chú đang đi làm ruộng đi, đang đi làm đồng, rồi giờ bà con báo là giờ có đám tang một người khó khăn mất, cần các chú, rồi các chú làm như thế nào? Mình cũng mình phải nghỉ mình phải về bỏ công việc kia luôn, đúng rồi vậy. Nhưng mà mình làm cái nghề này mà. Có cái đám nào mà nửa đêm nửa hôm luôn không chú? Không có, bằng đêm thì người ta không có cho, ví dụ 8-9 giờ sáng hoặc là 1-2 giờ chiều hoặc là 5-6 giờ chiều. Nhưng mà ví dụ như mất lúc chiều đi khoảng 6-7 giờ gì đó đi ha, xong rồi tới tối đó thì dù cần cẩn niệm liền thì các chú có đi làm luôn hay không, hay là luôn luôn là để ra tới là giờ nào cũng vẫn đi làm, là ông thấy lên là ông tới đó là nếu ta cần liệm chắc đó là ông liệm luôn. Còn ví dụ như người ta nói 1-2 giờ khuya liệm phải không, vì nhà ông ngủ 1-2 giờ khuya ông là ông liệm đồng nghiệp lắm, ông gì đó tốn ngày cặn cụ làm mình mọc. Nhưng mà ở trong cù lao của mình thì có nhiều dịch vụ mai táng không chú? Không có. Hồi đó thì toàn là tụi tôi không mà lấy là từ xã Tân Quế tới á, tụi tôi tới xã Tân Long luôn. Rồi sau này ở bến ta mới có làm ra cái đậu mà dịch vụ cái như ta đi chung mướn đó. Rồi anh em tôi không có còn qua bến nữa, lấy cái khu vực của mình nè, từ ấp Hạ tới vừa ganh Tân Long mà rồi á, nguyên cái khu vực này là. Nhưng mà nếu như có một cái dịch vụ mai táng mà với mức sống của bà con nơi đây thì nhiều khi bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như mà làm nông làm ruộng đùng một cái còn 5-7 triệu 10 triệu để làm một cái đám tang đúng không anh Phong, thì sẽ gặp khó khăn. Một công đất ở đây á cắt lên một mùa như vậy là khoảng 4 triệu mấy thôi à, tiền lúa lời ra được có mấy trăm ngàn à, 4 triệu mấy à, mà giờ tiền chi phí rồi phân phướng đồ ra thì mình còn được vài trăm ngàn à. Một người nông dân ở đây giỏi lắm mà 10 công đất đi thì lời được khoảng 3 triệu à. Lây rắc rồi anh em nữa cũng sao cũng gán mặn chưa sao giờ. Ở đây thì thấy rằng là mỗi cái quan tài á thì chi phí á đóng lên thì khoảng vài triệu bạc. Rồi nếu mà dịch vụ thì khoảng cho 10 triệu đi. Với bà con nông dân là 10 triệu là một cái gia tài cực kỳ lớn. Và những cái đội nhóm mai táng từ thiện như thế này, một phần là giúp cho cái người mất an ủi và một phần là giảm bớt gánh nặng cho người sống. Thì từ đó đến giờ bản thân chú và mọi người trong thành viên nhóm đi mai táng có ấn tượng cái trường hợp nào không? Nhiều khi tôi cũng ấn tượng nhiều cái lắm, nhưng điều mình suy nghĩ mấy cái đi thường thường là anh em suy nghĩ hoài, đi mấy cái hộ khổ nghèo mình cứ việc như mình có mình giúp thêm cho người ta, cái đó là cái phần sự thật của mình tôi. Nhưng mà mười mấy năm chú làm mà có rất nhiều những cái câu chuyện đời, ví dụ chú gặp một hoàn cảnh nghèo nè, hoặc là một cái người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh chẳng hạn, hay là một cái câu chuyện nào đó mà làm cho chú là khi chú nhìn thấy thì chú rất là buồn, rất là ấn tượng hoài luôn chú nhớ hoài. Nhớ chưa, nhớ mấy cái cảnh đó rất là nhớ luôn. Khi mấy anh em đi lại cái đám tang nhà để cho có một cái bà già để với chú nói dâu đó, rồi có thằng con trai đó, con trai mắt thằng bà già với nói dâu cái đầu đại gì, khi mấy tôi thấy tuổi luôn thiệt mà nói luôn đi, bởi vì tôi là bởi vì không có nghĩ cái nghề này được là vậy đó. Anh em nào nghĩ tôi đi kiếm anh em khác tôi quơ vô. Cứ mỗi lần đi như vậy là thấy một cái hoàn cảnh nó khó khăn. Rồi mình có đôi lúc mình cũng khó khăn bản thân mình, gia đình mình kinh tế cũng ảnh hưởng.
nhưng mà cũng không chịu nổi, cũng quay trở lại làm tiếp. Tôi biết tôi là dự định là nghỉ mấy lần mà cái động lực nó không cho mình nghỉ được. Tại vì mình làm đó giờ lâu, còn mấy nhỏ nhỏ này nó mới vô sao không. Tại vì mấy người lớn giờ nó nghỉ rồi, giờ cái tuổi của tôi giờ còn được mình anh tôi ở dưới cái ông kia. Nó là làm hồi 98 tới giờ đó. Mấy kia ta giờ người ta nghỉ hết trơn. Bây giờ tôi mới bắt nhỏ 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 vô làm. Bữa hổm đi lên tỏa đi không mất danh không chứ thật đỏ. Rồi cái thuốc ngừa gầu tôi cử ổng giống á trời. À, con thấy khi mà chú nhắc tới những cái câu chuyện mà chú nhớ hoài á thì chú cũng rơm rớm nước mắt, là mình cũng thương cho những người nằm xuống những hoàn cảnh như vậy đúng không chú? Cho nên từ đó mà mình không có bỏ được cái công việc bỏ này. Được không, qua được từng muốn bỏ rồi đúng không? Từng nghĩ rồi đó, từng muốn bỏ nghĩ rồi, nhưng mà suy nghĩ rồi khổ mà bây giờ mướn dịch vụ đi lại một cái đám mười mấy triệu 15 triệu sắp lên nó mới cho rồi, như ở đây gì nè 10 triệu bạc giờ kiếm cũng khó lắm, khó khăn lắm, giờ mẫu một đám gì trong 10 mấy triệu. Nhưng mà thường á, nói đến việc mà làm những cái công việc liên quan đến người mất á, yeah, thì người ta e ngại lắm. Đúng rồi. Ví dụ như giờ ra ngồi cà phê với bạn bè hỏi á, là ông làm gì vậy, cái em nói là tôi đi khiêng hòm, tôi đi mai táng, tôi đi tẩn liệm, thì thường á người ta có những cái sự e dè. Thì rồi, như chú á, ví dụ như chú làm công việc này á, người thân hay là vợ con chú thì có nói gì không hả chú? Không, có con nó mà ngoài thành phố nên mình cũng thấy cái đạp tôi nghĩ đó là nó về nó hay cái đầu nó không cho nghỉ là đó tới giờ phải nghỉ không có được, không cho nghỉ. Mẹ giờ muốn nghỉ mà giờ tôi không có nghỉ được, đi thì đi nhờ xe của anh hai không. Mình có một chiếc xe để mà mình chở quan tài và đồ tẩn liệm. Dạ, yeah, mình có được chiếc xe thì đỡ. Con này đi, nhiều khi ông đi lấy cây, rồi mắc ra đường ngầu chờ, mười mấy anh em ngầu chờ. Cái chiến người ta đi lấy cây về nó hơi trải, cũng phải gan chờ chứ sao giờ. Yeah. Rồi tới chủ nhà người ta mình cũng nói, mình cũng, thì chủ nhà người ta cũng thông cảm. Thông vô. Cảm thì vô người ta nói một giờ là mình đưa quan tài đi đó. Nhiều khi mình đi xuống trải. Chiếc xe mà thường chở đó là chiếc xe gì hả chú? Xe ba gác. Xe ba gác hả? Cháu mấy năm tôi đi xe ba gác. À, tức là giờ xe tự chế. Xe tự chế của nhà thuốc nam của người ta đó. Dạ. Rồi mình nhờ người ta, nhiều khi cái xe đó kẹt lấy thuốc nam cái xuống nhờ ông, nhờ anh hai nè. Không chạy xe lên chở đi. Là công sức đó là các chú bỏ ra là không tiếc rồi, rất là nhiệt thành rồi, nhưng mà về chi phí thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn giờ khó khăn trước lắm. Mắt thì con vừa nghe đó là có thiếu một chiếc xe. Đúng rồi. Còn một chiếc xe. Xe ba gác thôi đúng không? Còn chiếc xe chở anh em đi cho ông các cái kia nọ cho nó đàng hoàng tử tế. Dạ. Ngạc đi xe mượn của ta không, cái gì cũng nhờ người ta không. Đậu mình thì đâu có chiếc xe, tại đâu anh em thằng nào cũng khổ hết trơn, đâu mà lo nấu tới chiếc xe đó để mà đi. Vậy thì cần nhất với các chú bây giờ là một chiếc xe hả? Dạ. Cần có chiếc xe để mà phương tiện đi cho nó đúng giờ đúng giấc cho cô bác người ta vậy đó. Các chú có cái mong muốn nào đó trong cái công việc của mình đúng không? Thì tôi anh em đi cũng mong muốn, anh em đi mong muốn có sao có giúp đỡ được cái chiếc xe thôi, anh em cũng rất mừng. À, thực sự thì đi rất là nhiều nhóm mai táng từ thiện, nhưng mà lần đầu tiên mà hai anh em mình mới thấy được là có một cái nhóm mai táng từ thiện là phần lớn là mấy cô chú nông dân thôi à, gom góp lại, và thậm chí là ngay cả cái bộ quần áo mà tẩn liệm mà cũng không đầy đủ những cái thành viên. Mọi người hồi nãy là mọi người lấy những cái bộ đồ ra, có người có người không, chia nhau, chắc là chia nhau mặc hay không sao à? Mấy cái người mà không đi được đó mình lấy đồ người đó rồi mặc nhau chứ đâu có đủ đồ. Vậy là mình vậy có bao nhiêu bộ đồ và bao nhiêu thành viên hết? Tới dự định là tới 15-16 anh em đang, nhưng điều cái đó là mình dự trầu, anh em nào người ta khổ người ta đi phụ hồ á thì có anh em khác ở nhà đi chứ đó, chứ không gì trên cái chính thức giờ là đi thường thường là 12, chứ trong danh sách của tôi là tới 15, đi thường thường là 12 nhiều. Hôm qua đó thì tụi con có ghé thăm hoàn cảnh của một chú ở trong sống trong nghĩa trang. Thì chú đó vừa mất, và hôm qua thì chiều hôm qua là các chú cũng đến để hỗ trợ cho đám tang đó đúng không? Và thì mấy anh em cũng đi lên đó thì thấy cái cảnh đó thì
tôi chịu cũng không nổi, em tôi nói sự thật. Tại cái cảnh người ta, cái số người ta dị gầu, mình cỡ nào cả, chứ không có mà đại công, đại bọng gì hết. Tụi tôi đi là giá nào cũng đi, xa cỡ nào cũng đi. Chứ dứt khoát không có mà lại ở sao mà xa quá, xa chui quá. Hôm nay thì cũng không có gom được hết tất cả thành viên để mình nghe tâm sự. Nhưng mà ở đây có một cái bạn mà rất là trẻ. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em 18 tuổi. 18 tuổi hả? Em có còn học gì không em? Dạ hết lớp 9 là em nghỉ. Sao em nghỉ? Dạ làm tiếp ba mẹ, cho ba mẹ già làm không nổi. Tức là cũng thì khó khăn cho nên là mình phụ ba mẹ. Dạ. Rồi bây giờ em làm công việc gì? Dạ em mướn gì em làm đó. Làm thuê làm mướn cho người dạ. ta. Mà cũng theo mấy chú để làm luôn. Dạ. Nhiều khi mấy chú gọi mấy chú báo có người mất thì em cũng gắng nghỉ, em chạy em đi với mấy chú. Em sợ không? Dạ không. Sao em không sợ? Thường người ta nhắc đến người chết đụng tay vào là em cũng, mình cũng ngại chứ. Tại vì cái đó người ta cũng như biết đâu cái chết vậy đó, người ta là bà con mình, sao mình coi người ta như người trong nhà, mình đâu nghĩ tới cái chuyện mà sợ sệt vậy đâu anh. Cứ coi như là ông bà cha mẹ mình đúng không? Dạ. Em làm vậy rồi ba mẹ hay là những bạn bè đồng trang lứa của em á có bao giờ nói là em đi làm cái công việc nó nhạy cảm như vậy không? Mới đầu thì mấy bạn cũng lấy gọi nó chọc thì từ từ nó cũng biết, cũng quen, cũng thông cảm cho em phần nào. Mấy bạn nói em như thế nào? Mấy bạn nói mày nghĩ sao mà mày còn trẻ mày không kiếm gì khác làm mà đi theo mấy ông làm cái này chi, thấy ghê, chết tiếp cận người chết thấy ghê. Rồi em nói các bạn như thế nào? Nói làm cái đó người giúp được người ta thì mình cũng vui, chứ mình đâu có nghĩ tới cái gì. Mình giúp người ta được cái chỗ mà đưa người ta xuống ăn nghỉ cuối cùng đó, mình cũng coi như giúp người ta thì được ở chỗ mới rồi, mình cũng vui. Thực sự thì từ thiện á, việc giúp người tốt, giúp người khác á, thì giúp cách nào cũng tốt hết á, miễn là mình làm tốt, mình làm việc thiện là được. Cho nên là em cứ vẫn tin thôi đúng không? Mình giúp cho họ được về thế giới bên kia tươm tất thì mình cũng có phước đúng không? Cứ nghe theo mấy chú rồi đi làm cùng với mấy chú. Tuổi này dễ gì mà kiếm mà theo mà làm được. Nghiệp lắm, thật luôn. Vô làm bây giờ tốt lắm. Dễ gì mà kiếm được cái tuổi này, dạng tuổi gì mà đi mặn với mấy tôi. Dạ thì hôm nay thực sự thì tụi con cũng đến cù lao mình để tụi con gặp bạn bè, để tụi con thăm nhau thôi. Nhưng mà thực sự thì tình cờ biết được câu chuyện của các chú, tụi con cũng có một số tiền của Mạnh Thường Quân á, thì để gửi những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những hoạt động từ thiện. Thì hôm nay con xin đại diện con trao cái số tiền này cho đội của mình. Thì ở phía con á, thì con có Mạnh Thường Quân, đó là chị Loan và chị Linda. Thì con xin trích ra là 4 triệu đồng. Con trích của... Dạ, con trích của chị... Con trích thêm của chị Huỳnh Tuyết Hà là 4 triệu nữa. Chị này thì là đã mất rồi, nhưng mà có để là một số tiền để giúp cho những vong linh hoặc là giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, còn ở phía anh Phong Bụi thì... Có chị Trà Thu Đào ở bên Úc nhờ hỗ trợ cho 2 triệu cho nhóm luôn ha. Dạ, là thêm 2 triệu nữa. Như vậy thì tổng cộng đây là số tiền 10 triệu đồng. Đây là tất cả tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Thì trước tiên á, thì tụi con không dám nói gì nhiều, nhưng mà là đây là hỗ trợ cho các chú. Thì các chú có gặp những cái khó khăn nào trong cuộc sống thì cùng với nhau trang trải để mà mình có sức, để mà mình làm công việc trước. Còn về những cái tổng liệm và hay là một cái chiếc xe đó, thì con hy vọng là ai đó sẽ chung tay để giúp cho các chú thêm vững tin mà mình còn làm công việc này cho bà con nghèo ha. Thì tôi đây cũng thay mặt anh em trong đội cũng cảm ơn nhà tài trợ Mạnh Quân cũng giúp đỡ cho cái đội của chúng tôi. Thì tôi cũng rất cảm ơn. Nhân tiện đây thì chú chia sẻ cho tụi con biết được cái địa chỉ cũng như số điện thoại của mình đấy, để cô bác nào có liên lạc thì có gọi trực tiếp vào, đại diện số điện thoại và địa chỉ luôn. Địa chỉ mình nằm ở đâu ạ? Địa chỉ xã Tân Bình, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Số điện thoại. Số điện thoại tôi nè. Của ai mà để cho mọi người khi cần á thì có thể gọi á, thì sẽ gọi cho ai? Nếu cần thì gọi ngay số điện thoại đây nè. Xin thông tin lại mọi người, địa chỉ á là Cù Lao Ba Xã,
Và qua cù lao này thì mọi người đến xã Tân Bình, xã thuộc Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đại diện cho nhóm mai táng miễn phí ở cù lao mình đó là 033 836 4997. Nếu như mà có những tấm lòng vàng nào đó có thể đồng hành cùng các chú thì gọi. Bà con nào nghèo ở khu vực này cũng có thể gọi cho các chú. Ngày đêm thì các chú cũng hỗ trợ ha. Dạ. Rồi thôi, anh em của tụi con thì cũng có duyên biết được. Thì giờ anh em tụi con cũng xin phép. Hy vọng thì sẽ ghé thăm các chú trong một ngày gần nhất ha. Chúc các chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Dạ.